Dạ, kính thưa quý vị, bài diễn văn của Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, đã đẩy ông Biden vào cái thế khó. Phát biểu trước Quốc hội của Hoa Kỳ, ông Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Biden hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine. Song đáp ứng yêu cầu của ông không phải là điều dễ dàng. Chưa một lãnh đạo nước nào mà có một bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ giống như diễn văn của Tổng thống Ukraine là ông Zelensky hôm 16 tháng 3 vừa qua. Ngắn gọn trong câu từ, mạnh mẽ trong ý tứ, gây xúc động trong video minh họa. Zelensky đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden phải hành động quyết liệt hơn nữa nhằm giúp cho Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga ở nước này. Những gì mà Tổng thống Zelensky yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ là thiết lập một vùng cấm bay trên không phận Ukraine nhằm ngăn cản hoạt động của quân sự Nga. Dù lời kêu gọi này không gây bất ngờ, sức mạnh trong thông điệp cũng như là cách ông đặc biệt nhấn mạnh vào vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ được đánh giá là một bước tiến so với trước đây. Tuy nhiên, nó cũng đặt ông chủ nhà Tòa Bạch Ốc vào một thế khó khăn. Theo giới quan sát, thì theo bình luận của tờ Washington Post, mục đích của Zelensky trong bài phát biểu là kêu gọi viện trợ càng nhiều càng tốt, nhấn mạnh vai trò của ông với tư cách là lãnh đạo một quốc gia đang đối mặt với sự xung đột, nhưng không phải là thành viên NATO và đang cảm thấy đơn độc. Trong phần đầu bài phát biểu 17 phút, ông Zelensky nói thông qua phiên dịch, nhưng kết thúc diễn văn, ông chuyển sang sử dụng Anh ngữ để chuyển thông điệp trực tiếp tới Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường sức mạnh. Ngài là lãnh đạo của một quốc gia tuyệt vời. Tôi mong ngài có thể trở thành lãnh đạo của thế giới. Trở thành lãnh đạo của thế giới có nghĩa là trở thành lãnh đạo của hòa bình. Đó là điều mà ông Tổng thống đã kêu gọi, cái sự quan tâm thật sự của ông Tổng thống Joe Biden Hoa Kỳ.